Hello, xin chào tất cả mọi người với channel Anime Game. Và hôm nay em sẽ làm gì một clip là clip map ING các bạn. Map ING được update ngày hôm qua, nhưng mà update buổi trưa. Mình chờ hoài luôn các bạn mà update không được các bạn. Mình khá là tức. Mà mình có vô shop nha mấy bạn. Mấy bạn đi vào đặt vé chứ. Rồi nha mấy bạn. Bạn này bicycle nha mấy bạn. Bạn này bạn nào không biết school thì là đó là trường học nha mấy bạn. Mình đã phiên dịch cho tiếng Anh giùm cho mấy bạn. Bạn ơi, bạn nó chờ khoảng tầm 800 mà 700 gì đó bạn. Mày nó bay rất là, bạn này bác rất là biết cách nhảy luôn các bạn. Bạn nó tầm 700, hình như 740 là bạn nó nhảy liền. Nhưng mà bạn nó bay nhảy đâu vậy? Mình tưởng bon vô kia các bạn. Mình thấy sai cái đầu của chị ở đây các bạn. Trường học của chúng ta mình chưa nhảy lần nào các bạn. Tại nó update mới mình chưa nhảy lần nào luôn. Mình ưa nhảy bánh cảng, quân sự. Rồi ống khói. Mà quay tàu bị tạch 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 tạch. Các bạn hiểu không? Quay là toàn tạch 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 tạch. Rồi xong. Thế bị khổ ca lên rồi. Đừng chơi luôn. Nãy giờ quay khoảng tầm 5-6 dáng nữa mày. Quay toàn nhảy xuống tạch 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 tạch. Lấy xe đi tạch. Mày bắn cũng tạch luôn. Rồi con boss bắn nó cũng tạch luôn. Ui. Ủa sao không có bàn ghế vậy ta? Phải để cho bàn ghế vô nó mới. Bàn vòng hết rồi. Tụi mình đang trên tầng đó tôi xuống tầng. Bởi cái bàn ghế thôi. Tụi công sơn rồi đây lắp được cốt. Như là cái giá một của trên này. Cái mũ. Ô lô đây à? Giá một nói. Chúng ta sao 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 vậy đó mày. Ủa bình thường công sơn nó lắp được mà. Thế? Bà đánh vào đâu biết? Rồi em, đầu trận nó là đồng mô ba này. Thế sang đây cho cái giáp ba này cho anh đủ. Bạn này không nói gì. Cảm ơn. Dạ như không nói gì bậy bạ thì mình sẽ mở mic to luôn nha. Để cho mọi người biết. Ý. Đây nè, các bạn học của chúng ta nè. Thời nay luôn. Đây nha mày. Ngồi lên bảng. Cái bảng đâu rồi? What the fuck? Hả? Cái bảng ở đây đâu rồi? Cho nhau chắc à? Nhà phát hành gì kỳ? Đây là hình như là nhà kho hoặc là nhà gì đó mày. Cái cảnh của chúng ta khá là đẹp nha mày. Đây là bóng gỗ. Hoặc là dành chơi thể thao. Hoặc là chạy bộ. Nhảy đó mà bị bắn chết à? Có thể đó. Mình sẽ chat nha mày. Ba đáng vẫn lịn. Khu thẳng con bếp nè. Rồi nha mày. Mình sẽ chat gì? Linh chửi thề. Mình không chỉ tên, mình chỉ chỉ thôi. Mà sẽ chết, ok bạn. Tôi chỉ mà hẹp boy. Chát lót này không? Cần như ngại chết liền các bạn. Giờ sân này chúng ta nó mà chờ thêm
bình thường là ở đây thì nó sẽ có cây gì vậy, như cái bầu ở đây có nữa rồi. Ở đây đây rồi, và giờ nó sẽ chen chi gốc cây đi rồi, chứ chạy vô vòng vòng là bị mấy anh bảo vệ luôn. Ngồi ngồi với anh hiệu trưởng ngồi uống chào vậy đó bạn. Em đi chơi tết ngồi uống hiệu trưởng hết đồ uống với anh con ăn xíu có kho bảo rồi em nghe kho bảo rồi nói nó nghe trong nhà ba ôi chỗ này uống rồi. Nghe vẫn phải đi nhà kho báu. Bạn nữ thích nhặt kho báu hay sao? Nó có đạn nó bắn nhau rồi. Nó chạy đi, nó xe chạy. Chơi ngầu rồi. Để dừng dừng rồi. Bắn lắm. Đi cà khỉa vậy nhỉ. Hình như mấy bạn này một đôi sao vậy? Key to win. Yeah, mình chỉ lút đồ nha mày, hơi nhầm chén xíu. Dạ bó. Hả, em cho đố bạn chúng nhau. Ủa đông lắm đi chứ, 4 thằng. Chứ anh sống khỏe sống vui. Để em phi xe xong. Thôi thôi, cứ để từ từ. Lút đi. Lút sao hả? Biết ai này đâu. Thế em không nói phi xe thẳng sang. Đừng có phi thẳng sang. Nó nghe tiếng. Phi sang đâu? Phi sang đâu? Chứ đi đâu rồi đi gì? Đừng có đi, đừng có sang đây. Từ từ đã ra. Ở nhà này này. Nhà này này. Watch out. Nhà này. Cái cầm gì mà nó. Xa, gần 300 mét. Bạn nào thôi. Ở đấy nhà, nhà đấy hết luôn. Nó còn bao nhiêu? Nó chuẩn bị sang phía em ấy. Nó sang phía em rồi. Em đang nằm. Nó sang cái nhà đỏ này. Nhà ba tầng hả? Ừ. Đừng làm phú hồn nha. Sang nhà đỏ rồi. Đây rồi. Mà đã đánh trần số 4. Giờ em thấy nào. Ở tầng 1. Tầng 3. Đang nhảy xuống. Không bắn đâu anh ơi. Bắn được, bắn nó. Ui mình chở cái pha đó rồi. Watch out! Hai thằng. Ê, quay lại. Sao không có được các bạn? Bé nó không có được. Mình bị đơ phím các bạn. Mark the location. Ôi, nó thì có bom. Đấy. Sao mẹ? Chết rồi. Tối mà em đang chạy rồi nó vẫn chết. Đây em sẽ chân tội rồi. Đây. Trời, thằng bọn ông phản ứng gì luôn á. Hình như out game rồi. Cái pha đó mình xấy lỗi rồi. Như mình bị đơ. Dạng như nó bị đơ cái kiểu gì. Mà không
Thế giờ sao? Ví dụ mình bẻ ấn nghe cho bẻ người nè mày. Ấn mấy lần luôn không được. Thành ra có một bạn số 3 chết. À số 2 chết. Số 3 chết lâu mày. Nó chết xin lỗi mày. I'm really sorry. Cái tay đó mình đoán được đó mày, nhưng mà bị đơ phím. Nó làm được ngủ. Cái pha đó mình khá thích nha mày. Tại cái mình bị đơ phím này. Mình bẻ người không có được à, bẻ nó kìa. Nói vậy mày. Mình bị đơ nữa nè. Ấn mấy lần mới được mày. Rồi, quá hay luôn các bạn ạ. Đồng đội phó nhiệm rất là ok luôn các bạn. Mình dành 3 kill gì cho mình nha các bạn. Để lại một like. Mình tưởng mình chết cái pha đó các bạn. Tại vì đụng độ cái thêm 4 à. Không chọc cũng phải què lên. Không gãy cũng phải què chứ đúng rồi các bạn. Mình nói lộn. May mình có pha đó mình sấy nổ xe tại có hai thằng nằm ngồi lì trên xe các bạn. Để sấy tụi mình luôn, coi có ăn tụi mình được không. Ai nhà tụi nó sấy như ha. Hồi nãy mình còn nằm xuống nó thôi là to nó tụi nó luôn các bạn. Mình thề với bạn, mình nằm xuống thôi là coi như tụi nó to thật sự luôn. Tại vì sao mà nằm xuống nó coi như là mình bắn thôi rồi luôn. May quá được này không lắc các bạn. Tại dán trước khá là lắc, tại mình lắc mình chết. Thank you.
bị lắc nữa. Mình sẽ trồng cái khói này. Mày đã ngày ra mày đau kìa. Ngay gì chết mày. Biết mình bắn hay. Bởi vì tao nói chuyện. Bò vào có thằng trên đùi kìa. Mới được. Thằng này biết mình bắn hay. Đồng đội mình muốn cứu hay không cứu gì thì đồng đội mình như vậy. Mình sẽ chết hết rồi. Help. Ô, đồng đội mình đã lia như vậy. Mình mới giết được con kia. Tại vì hôm nay không hiểu sao mình ai nhập mình cũng vậy. Mình thề vậy. Mình bắn cực kỳ gắt luôn. Gắt quá, gắt quá, gắt. Rồi, mình bắn mắt gắt luôn. Cái pha đó mình nhẫn nhữ đó các bạn. Mình bắn thề luôn. Các bạn thấy hay các bạn nhớ ấn like và share đăng ký kênh nha các bạn. Mình sẽ chết đồng đội mình còn không? Đây rồi. Đây rồi. Rồi, à, đồng đội mình nó hết rồi. Sẽ gặp mình rồi mày. Ui, em biết em mai ai gặp mình nữa mày. Bắn mắt gắt luôn. Quá đỉnh luôn mày ạ. Mình tự khen mình luôn rồi. Phê. Nó thật với bạn luôn, nó mắc phê luôn. Nó phê cái kiểu gì vậy? Nhẹ như nó bắn sướng sướng cái bài rồi. Tao bao nhiêu ngày bị ăn hành mà. Cái bài phai nó mượt lên là gì nè mấy bạn. Học bu 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 bu. Dính thằng, dính thằng. Tao nói là phê. Nó lắp phê luôn mày. Phê chưa từng phê luôn mày. Mình bị ăn hành quá mày. Bây giờ mình bắn gì nó rất là hơn mày.
kêu ông nó đi nha mày. Đi. Còn. Trời ơi, mình tưởng nãy giờ mình chưa like lột, tưởng nãy giờ mình chưa quay rồi. Nó làm mình yếu tim. Có những ngày mình dễ như là mình hơi mệt, bây giờ mình quay được con cái video thôi. Mày xem thông cảm với mình nha mày. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng mình kiếm quay cho bạn xem hai cái video. Giờ té làm đẹp hơn các bạn. Anh ta rất là lái, điều nghệ luôn. Rất là điều nghệ. Điều này lên xe. Ấn một hồi nó mới chịu bản người mày. Ok, bỏ đi mày. Gấp 200 rộng mình luôn. Enemies ahead. Đâu vậy mày? Mình thề luôn á, ba thằng ở đâu ra luôn á. Kìa. Chơi bắn lén mày. Mình thề mình ghét cái này luôn á. Đang bắn ngon lành, mình đang có vị trí góc đẹp nữa, tự nhiên đâu có xe sau lưng chạy tới.
Hình như xe này mới vừa chạy vô bo nữa mày. Mới được 8 kill mày. À 9 kill chứ mày. Hình như 8 hay 9 vậy mày. Ờ 8 kill mày mày. Tự nhiên nghe xe sao đang nằm xuống. Mình bò ra rồi. À nhẹ nó động ngay chỗ gần ngay chỗ mình luôn. Quất ngay chỗ ba thằng mình mới có tức tức ổ máu luôn mày. Mình thê luôn. Đang chiếm giữ ưu thế tự nhiên đầu xe sau lưng chạy tới. Hắc hay gì? What the fuck? Bo giờ còn chút téo mày nè, mày nhìn kỹ nè. Cho dù nó chạy qua cầu đi nó cũng phải chết rồi. Tại bo giờ nó rất là đau. Mà tại sao nó chạy vô được? Tự nhiên nó đâu chạy vô. Ít nhất nó phải trên 10 cái phết. Mà chạy vô cũng phải chưa được nửa đường nữa. Thôi nó cũng chết rồi. Chạy tới đây nó cũng chết rồi. Rõ ràng luôn. Mình cay là cay cái khúc đó đó mày. Đang bắn nhau căng thẳng. Tự nhiên đâu có đứa bắn lén. Thà một thằng còn đỡ nổi này tới ba thằng luôn. Ông tôi còn chưa chơi được nữa. Thề mình chơi game này có một cây cú luôn á. Không lắc măng lén được nữa. Mọi chuyện đang ngon lành luôn mày. Mình rất là tức. Chơi cái kiểu như là mắng lén của ai. Nó cái tên mà F O O rồi ít gì đó mày. F O ít. Hình như F O A hay sao vậy? Rồi tức. Rồi mình nghe rồi đó, có một thằng bắn lén các bạn. Mình đã nghe được tiếng chân rồi đó. Các bạn có thể mở lo lên. Một thằng nằm bên tay trái nó chỉ cần sấy thôi là số 1 cũng đủ chết nữa. Và mình hình như mình biết là có hai thằng ở trên đồi đúng không bạn? Có hai thằng ở trên đồi. Rồi một hai thằng ở dưới đây. Và ba thằng mà vừa biết mình. Và một thằng này. Hai thằng trên đồi, bốn, ba, vậy là hai thằng trên đồi chết mày. Tên Spot đã chết tại vì bị bắn. Nhưng mà mình không nghe tiếng súng. Sao một xảy ra là ghê luôn như vậy. Không phải dạng đùa đâu. Không phải dạng đùa đâu đó mày. Này cái bo gì thế này. Có lẽ nó bọc đường dòng. Mà cái kiểu bo gì như vậy là nó xong mình. Mình nghe được cái tiếng xe nó rồi. Mình thề các bạn luôn. Nếu như vậy là mình nghe được tiếng xe nó rồi. Nhưng rồi AW khác nào chậm đâu ra chết. No God. No, God, please, no! 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 Nó đang kè kè các bạn. Các bạn thấy hướng mà 345 không? Đó, nó đang kè ngay chỗ giữa N và 345 các bạn. Nó kè kiểu đó lú đầu ra khác nào ăn gì tôi hiểu vậy. What the fuck? Một thằng qua bên tay phải nữa thôi cũng đủ chết các bạn. Thấy nếu như gục thằng đó thì thằng bên tay phải khác nào đi chết. Rất hay cho chúng ta luôn các bạn. Giờ chỉ còn một thằng đồi thôi các bạn. Nếu như bò sao được. Mình đang xem cái lời kia cho các bạn. Mình đang. Số 1 chúng ta đang chờ bơm nó góc hù. Và số 1 chúng ta đã đang tiến tới hay không? Vâng, anh ta không ném tới. Và anh ta đang suy nghĩ. Bộ mà anh mé nó đang bắn nha các bạn. Tôi sao không được. Hình như anh ta hở một chút xíu người thôi các bạn. Là anh ta có thể bắn được rồi các bạn. Vâng, hai bên đang camber rất là điêu luyện luôn các bạn.
Quà wow, anh số 1 của chúng ta đã chọn bông khói. Không, anh ta không chọi. Để chờ bo tiếp theo để coi anh ta làm sao. Mình sẽ ra đựng cái đáp án là mình sẽ chọn một coi chỗ khác. Rồi sau đó cho nó nhìn. Ôi trời, sao giết quên mất rồi. Ok đi bạn. Cổ sang này không nên chúng ta sang nhà các bạn. Mà nói vậy thôi chứ mình không biết gì chứ trời các bạn. Trời ơi trời nó không ạ. Trời. Thôi kệ đi bạn. Giờ mình biết chữ các bạn. Nhưng thôi kệ. Vâng, anh số 1 chúng ta đang rất là bo về mình các bạn. Và tem kia cũng rất là bo về mình luôn các bạn. What the fuck? Nếu như số 1 đang tiếp cận được cái gốc cây mà gần ngay chỗ chiếc xe đó thì anh ta rất là chiếm được ưu điểm luôn các bạn. Có thể bắn được tem kia nhưng mà tem kia có thể nhảy ngay chỗ khác và đang núp ở đâu đó. Và số 1 nên ngay chỗ gốc cây đó rất là nguy hiểm nha các bạn. Mình sẽ mở bật hết lo nha các bạn để mình nghe tiếng chân. Mình vẫn không nghe được tiếng chân của nó. Hình như nó đã trốn đi đâu các bạn. Hoặc là đứng yên. Anh một của chúng ta đang rất là hay luôn để gắt tiếc cho anh ta đã ném hụt và bơm nó nổ liền. Xem anh ta có ném trúng hay không. Rất hay luôn các bạn. Nhưng mà hình như đối thủ ở đây chúng ta đang núp ở đâu các bạn. Hình như không ở trong cái nhà đó. Và wow, nó sau lưng nhà cũng đúng rồi. Đấy, chúng tôi đâu biết ngay mà. Asmo hình như chúng ta đã mất giáp các bạn. Hình như nó nằm các bạn. Này, đấy, số 1 đang phân dân để coi ở đâu. Mình đã biết rồi. Ngay chỗ hướng W. Đây, cái cây. Mình sẽ chát cho 1 nha, cây W. 1 sẽ biết nha các bạn. Nó đang núp ngay chỗ đó nha các bạn. Và bo đang vô, anh ta có thể chạy bo hay không? Nhưng mà có thể một cơ hai cơ hội. What? Anh ta đã dùng bom chết số 1. Gấp tiếc cho số 1 giành về từ top 2. Và xin các bạn cho số 1. Mấy bạn thấy hay các bạn nhớ để ấn like và share đăng ký kênh.